Xin chào. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về công việc nhà của mình nói riêng và của chị em phụ nữ nói chung. Thì sau khi mà làm việc ở ngoài rồi á thì ngày nghỉ ở nhà thì phải làm việc nhà cơm nước mỗi ngày, đó là chuyện bình thường rồi. Và mình phải dọn dẹp hết, chùi bụi đồ rất là nhiều. Bụi và tóc nó rụng nhiều lắm các bạn nè, cho các bạn xem. Thì mình thấy ra đây là cũng là công việc bình thường thôi, không có gì gọi là đặc biệt cho mấy, tại vì ai cũng làm và nhà đều làm, người người đều làm, nhưng mà người phụ nữ thì làm thường xuyên và nhiều hơn, phải không các bạn? Còn cánh đàn ông á, thì mấy việc này thì thôi chắc có hiếm người làm lắm, chắc chỉ phụ qua lo vậy thôi. Thì hôm nay mời các bạn đón xem coi là mình làm những việc gì. Mình biết đây là cũng là bình thường, nhưng mà các bạn xem nha. Đầu tiên là mình sẽ đi hút bụi trước, tại vì không có ai mà quay cho mình, tự mình quay. Chính vì vậy chắc có thể là video này nó có sẽ rất là nhiều cái đoạn nó không có được mà liên tục với nhau á. Các bạn xem và thông cảm nha. Và máy hút bụi thì nó rẻ rất là ồn luôn. Thường khi á, là phòng của con mình á, thì tự nó sẽ dọn các bạn. Nhưng mà là lâu lâu á, mình cũng phải coi, kiểm tra nó, coi nó như thế nào. Chứ là mình không phải ngày nào cũng dọn phòng tụi nhỏ. Tại vì tụi nhỏ lớn rồi á, hãy để cho tụi nó tập cái tánh mà tự lập á các bạn. Thì các bạn biết không, mấy đứa nhỏ nó bài dữ lắm luôn á. Mình dọn hôm nay rồi ngày mai nó cũng vậy. Khi mà mình lên mình dọn, có nó ở nhà mình bắt nó dọn chung với mình á, thì nó không bao giờ nó chịu các bạn. Nó muốn nó làm một mình thôi, tại vì mình làm cái ý của mình, nó làm cái ý của nó, nên là nó không có sở thích, nó không có thích. Thì các bạn thấy không, chỗ của con gái thì nó không giống như của con trai. Con trai thì là game rồi máy móc tùm lum, còn con gái thì về đồ trang điểm, sửa soạn tùm lum đủ thứ đó. Nếu như mà việc nhà với việc ở ngoài các bạn, thì mình sẽ chọn việc ở ngoài nhiều hơn là việc ở trong nhà. Tại vì ở trong nhà là mình làm hoài không hết luôn. Rồi chưa kể đó là mình làm mình dễ bị nẹt lắm. Nên đó là mình thích làm việc ở ngoài hơn. Sau khi mình hút bụi xong các bạn, mình sẽ lấy quần áo này xuống để mình xếp. Tại vì nhà mình cũng có máy sấy, nhưng mà không không có độ, không có như là giặt đồ rất là nhiều các bạn, nên là không có sấy kịp á, mình không có thời gian để bịch canh nó đó, để mình lấy mình xếp. Nếu mà mình không xếp liền sẽ rất là nhăn, chính vì mình phải phơi. Phơi thì nó sẽ bụi rất là nhiều các bạn. Trong thời gian mà mình đồ mình để gì á thì bụi từ cái quần áo ra nó làm cho nhà mình có rất là nhiều bụi. Nhưng mà bây giờ không có sự lựa chọn nào khác, mình bắt buộc mình phải phơi đó. Chứ thường là mình sấy máy sấy, mùa đông mình đa phần sấy máy sấy không.
Tại vì đồ mình giặt á, không phải mình giặt mỗi ngày các bạn, có khi một tuần mình giặt có một, mình vừa giặt rồi xong rồi vừa sấy giặt rồi giấy, mình sợ cái máy của mình nó hư á, nên chính vậy mình sẽ phơi phụ nó, mình phải phơi hai cái xào và mình sẽ sấy hai lần. Bạn ơi, sau khi mà mình hút bụi ở trên lầu rồi đó, bây giờ mình sẽ xuống ở dưới nhà để mình hút bụi, sau đó mình sẽ lau chùi sau. Hôm qua là mình đi chợ về tối rồi nè, nên là giỏ còn ở đây. Đây mình rất là dễ làm. Sau khi mình đã hút bụi bốn phương tứ hướng xong rồi đó, bây giờ là mình phải đi lau chùi. Cái máy này mình sẽ đi cắt đi đã. Thì hồi nãy mình đang làm vệ sinh các bạn, thì tới giờ mấy đứa con đi học về nên phải ngừng lại và làm cơm nước. Bây giờ xong rồi, tụi nhỏ đi học rồi thì mình sẽ tiếp tục dọn dẹp cái đống này. Những cái chén bát của mình chỉ là tráng sơ lại hơi và mình phải bỏ lại bỏ vô trong máy. Thì ở đây là máy rửa chén nè. Và cái máy này mỗi tuần mình phải làm vệ sinh cái máy một lần, mình phải châm muối và mình phải, nó có cái xà bông á bạn, để mà chuyên về rửa cái máy này á. Lúc mà mình rửa cái máy này á thì mình sẽ không có bỏ chén dĩa vô đây để mình làm vệ sinh nó. Còn trong cái này nè, cái này là mình bỏ muối nè các bạn. Bây giờ hiện tại giờ nó có cái chén trong đây nên mình không có thể mà mở cái đó ra cho các bạn xem được. Khi nào cái máy này không có gì mình sẽ cho các bạn xem. Thì những cái gì hôm qua vẫn còn ở đây, bây giờ mình sẽ bỏ vô máy hết luôn. Thì công việc nhà của mình á, ngoại trừ giờ mình đi làm thì ở nhà mấy đứa con á, nó ăn uống xong nó sẽ dọn dẹp, nhưng mà nó còn nhỏ lắm các bạn, nó chỉ dọn ở cái mức lứa tuổi của tụi nó thôi, nó chưa có thể mà phụ giúp cho mình mà đúng theo cái ý mình muốn được. Nhưng mà không sao, tập cho nó, khi nó còn nhỏ nó sẽ quen từ từ, và khi mỗi khi nó lớn thì nó biết là nó sẽ làm cái gì
nó sẽ làm như thế nào sao cho đẹp mắt ở trong gia đình, ở trong nhà. Nhưng mà mình vẫn phải để cho nó làm các bạn, cái việc cổ vũ động viên nó để cho mấy đứa nhỏ nó học làm. Có nhiều lúc cái máy rửa chén nó đầy quá mình bỏ vô không được á, thì bắt buộc phải rửa tay và rửa bằng máy, vậy nó tiết kiệm được rất là nhiều các bạn. Tuy là mình trả tiền điện nhưng mà tiết kiệm được tiền nước, thì tiền nước nó sẽ rất là nhiều. Hôm nay mình nấu nướng xong, mình vẫn còn để cơm này mình mua ở Việt Nam đem qua này. Cơm này mình mua nó mắc tiền, rất là rẻ tiền luôn, nhưng mà xài tính ra đây cũng được 7-8 năm rồi. Tại nhà mình nấu cơm cũng không có nhiều, hay tại nó bền thì cũng biết, mà mình nghĩ là nó bền chứ. Cái nồi này là chiên gà, nó rất là khó chùi, tại vì nó bám rất là khó chùi luôn, nên là mình cũng ít khi nào sử dụng lắm. Ngoại trừ khi nào á, mà mình chiên cái số lượng nhiều á, thì mình sẽ lấy cái nồi này ra cho nó đỡ hôi nhà mà. Mình đã lên cái nồi mình dẹp ở ngoài nha không? Cái nồi nó ít xài, mình sẽ dẹp ở ngoài đó. Mình chiên dòng mà nó văng dữ lắm luôn. Giờ mình mỗi lần mình chiên mình sẽ lấy mấy cái khăn, mình sẽ đẩy mấy cái máy móc rồi đấy các bạn. Mấy cái nồi mà cái gì mình không sử dụng tới mình sẽ chiên nó lại không à. Nó bám dầu vô là mình sẽ mất công, là mình chùi nữa lắm. Khi đã xong cái phần ở trên rồi thì mình sẽ bắt đầu sẽ lau chùi cái tủ. Bình thường nếu mà cái nhà của mình nó tối các bạn thì mình không thấy những cái đốm nó dơ, mà khi mà có nhiều cái ánh sáng nó chói vô mình sẽ thấy đi rồi dơ lắm luôn, nhất là tủ rồi nè, rồi bụi đồ đó rất là nhiều, mình sẽ thấy nó rất là rõ hơn. Những cái kẽ này nó rất là dơ luôn, rồi khi mình rửa nó văng tới cái mấy tủ ở ngoài luôn.
đa phần là đồ của Việt Nam á, nên là nó không có dơ. Và mình cũng không có chùi bằng tay, trong cái lò này các bạn mình sẽ chùi bằng máy của nó luôn. Có nghĩa là mình sẽ bấm chế độ lau chùi á, thì máy lò nó sẽ tự chùi và mình sẽ lau sơ lại thôi. Chứ mà mình khi mà mình nướng các bạn, dầu mỡ không à, mình không có thể nào chùi được. Còn cái này là máy hâm đồ ăn. Cái máy của mình là cái máy kia nó bự giống vậy nè, mà nó bị không phải nó hư, nhưng mà ở trong nó mình thấy nó không, nó tróc rồi đó. Mình nghĩ là nó không ăn an toàn cho sức khỏe nên mình đi xin cái máy này về mình xài nè, xài đỡ. Nó muốn mình sẽ mua, đợi khi nào nó có hạ giá mình sẽ mua cái máy cũ, máy giống cái máy cũ của mình sẽ để ở đây. Thì nhà bếp của mình nó có dọn dẹn có nhiêu đó thôi, giờ mình đã làm xong rồi. Phòng khách thì nó cũng không có gì nhiều các bạn, phòng khách nó cũng nhỏ, mình chỉ là chùi hút bụi nhà và lau chùi cái ghế salon mà thôi. Đây là những chai nước thánh mà mỗi năm mình đi xuống nhà thờ mình sẽ lấy nước thánh về, tại vì mình là đạo Thiên Chúa. Đây là nước thánh luôn các bạn, mình bỏ trong mấy cái chai này. Cái này thì bác nên mình sẽ đem lên lòng. Đây là những chai dầu thơm của nhà mình, nhiều chai nhiều mùi khác nhau, thì hôm nay muốn xài sử dụng cái mùi nào thì cái gì xịt đây để đây, tại nhiều lúc làm biến chạy lên chạy xuống các bạn, nên là cái gì để ở đây. Giờ này cái hộp linh tinh mà mấy cái dụng cụ để mình làm YouTube, để mình quay video. Đây là bức tranh mình đem qua từ Việt Nam qua hồi năm 2005, 2015 chứ. Bức tranh ở đây nó có một bức tranh là chị, chính do chị mình làm bằng tay luôn, nhưng mà trong quá trình vận chuyển qua đây thì nó bị bể cái mặt kính rồi. Mà ở bên đây thì mình không có mua kính mà đi ra tiệm kêu người ta cắt á, nên là mình để về luôn, rất là đẹp luôn. Bụi thì bụi rất là nhiều chứ các bạn xem, rất là bụi luôn, bụi nhiều lắm. Còn đây là những món quà hôm qua mình mới đi mua về, để hôm nay mình sẽ gói quà cho mấy đứa nhỏ để mừng Noel đó các bạn. Thì công việc của mình chỉ còn một giai đoạn nữa là kết thúc, đó là chùi rửa toilet với nhà tắm, thì cái đó thì mình sẽ không có quay. Thì cứ là mỗi trưa mình ăn ăn cơm xong các bạn là mình sẽ uống một ly cà phê, và có dessert bánh này là bánh bơ, nó không có ngọt nhưng mà ăn rất là thơm mùi bơ. Thì mình không thích ăn bánh cứng các bạn, mình chỉ thích ăn bánh mềm giống như kiểu bánh bông lan mà thôi.
Nhưng mà mình ăn bánh là mình thích chấm trong cà phê. Cà phê của Pháp thì nó không có nồng nực giống cà phê của Việt Nam mình. Sau khi đã làm việc nhà xong và ăn trưa xong rồi thì mình sẽ uống một ly cà phê và mình sẽ nghỉ ngơi một chút. Sau đó mình sẽ làm công việc tiếp theo của mình, công việc phụ, và mình sẽ chuẩn bị cơm chiều. Vậy là xong một ngày. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại video sau.